Chào các bạn, hôm nay công ty cassette Việt Tiệp sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn 7 dòng chiếc cassette Việt Tiệp thịnh hành, thông dụng và bán chạy nhất sử dụng cho gia đình. Và đối với chiếc cassette đầu tiên ngày hôm nay, đó là chiếc cassette Việt Tiệp có mã sản phẩm là KVT32, được sử dụng khóa điện tử bấm mã số chống cháy. Và như chúng ta có thể thấy được luôn, do được sử dụng bảng khóa mã điện tử nên khi sử dụng chiếc cassette này rất là đơn giản và thuận tiện. Khi sử dụng thì chúng ta chỉ việc là ấn nút thăng, sau đó chúng ta nhập mật khẩu vào, sau đó kết thúc bằng nút thăng để hoàn thành. Màn hình hiển thị chưa bần, chúng ta xoay cái chìa khóa này sang bên phía bên tay phải, vậy là chúng ta đã có thể mở được cái cassette này ra luôn rồi. Và hơn hết, đây là một chiếc cassette có kích thước ở bên ngoài nhỏ gọn thôi, nhưng mà kích thước ở bên trong thì rất là rộng rãi, không hề khiêm tốn. Bởi vì với kích thước ở bên trong như này thì vẫn giúp chúng ta có thể để vừa được giấy A4 với cả túi hồ sơ thoải mái mà không hề lo bị kích gì cả. Và hơn nữa, do chiếc cassette này được sử dụng bảng khóa mã điện tử nên khi sử dụng bằng pin và chúng ta vẫn hoàn toàn yên tâm không lo cassette đang sử dụng nếu như mà có bị hết pin, tại vì chúng ta vẫn có thể mở được cái cassette này ra bằng cơ như bình thường bằng cách là kết hợp giữa chìa khóa giải cứu kết hợp với cả chìa khóa chính kết hợp với nhau đồng thời để chúng ta có thể mở được cái cassette này ra bằng cơ, nên khi mà chúng ta sử dụng rất là bền và ổn định và chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được luôn trong quá trình sử dụng các bạn ạ. Và hiện tại, mẫu sản phẩm KVT32 được sử dụng khóa điện tử này, công ty đang có chương trình khuyến mại được giảm giá còn 2.650.000 đồng và công ty sẽ vận chuyển về đến tận nơi giao hàng về tận nơi miễn phí trên toàn quốc. Và sản phẩm này là sản phẩm chính hãng của công ty Việt Tiệp, được bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà. Và đến với sản phẩm tiếp theo, mẫu thứ hai, đó là chiếc cassette mini khách sạn được sử dụng khóa điện tử bấm mã số. Thì điểm khác biệt so với cái mẫu đầu tiên mà mình vừa giới thiệu, đó là chiếc cassette mini điện tử này là có kích thước nhỏ gọn hơn, phù hợp cho những khách hàng mà chuyên để cái cassette này vào trong tủ, hoặc là khi mà chúng ta đi nghỉ dưỡng ở đâu đó thì chúng ta có thể thấy được cái cassette này ở bên trong một chiếc cassette khách sạn nào đấy. Và đối với sản phẩm này của bên mình thì có kích thước chiều cao của chiếc cassette này là 25cm và chiều ngang của chiếc cassette là 35cm và chiều sâu là 31cm. Kích thước này là kích thước của cassette rất là gọn, giúp chúng ta có thể để vào trong tủ hoặc là để ở trên bàn làm việc rất là thoải mái. Và hơn nữa, tuy nhỏ gọn như này nhưng mà chúng ta hoàn toàn không lo bị trộm hay là kẻ gian có thể khênh trộm đi được chiếc cassette này, tại vì ở đằng sau của chiếc cassette này là đã có bố trí sẵn một cái lỗ bắt vít để chúng ta có thể là vít cố định chiếc cassette này vào trong tường hay là vào trong tủ để chống được cái việc kẻ gian người ta có thể khênh trộm được đi cái cassette này. Và hơn nữa là cái khoang ở bên trong này thì vẫn tối ưu không gian sử dụng cho người dùng bằng cách là vẫn giúp chúng ta để vừa được giấy A4 thoải mái mà không lo bị cong vênh khi mà chúng ta để tài liệu hay hồ sơ của giấy tờ của chúng ta vào. Và điều đặc biệt nữa là chiếc cassette này sẽ còn có thêm cả hai tính năng nữa, nó gọi là tính năng báo động chống di chuyển và tính năng báo động chống dò mã số. Và hiện tại chiếc cassette này của công ty Việt Tiệp có mã sản phẩm là KS26 khóa điện tử. Và hiện tại sản phẩm này của công ty Việt Tiệp giá đang được giảm còn 1.400.000 đồng thôi, giá cực kỳ rẻ và khiêm tốn. Nếu như các bạn đặt hàng có thể liên hệ trực tiếp lên công ty Việt Tiệp theo số điện thoại hotline tổng đài 1900 989932 để được tư vấn và mua hàng chính hãng trực tiếp tại công ty. Và mẫu sản phẩm này thì có hai màu, đó là màu đen và màu trắng. Chúng ta có thể lựa chọn màu nào cũng được hết, tùy biến theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta và chúng ta để đồ nội thất cho phù hợp hơn với không gian chỗ để của nhà mình. Và mẫu tiếp theo là mẫu thứ ba ở đây, đó là một trong những dòng gọi là dòng siêu phẩm trong làng két sắt, bởi vì sản phẩm này là sản phẩm vừa mới ra mắt của công ty Việt Tiệp. Và mẫu sản phẩm này thì có một ưu điểm rất là lớn và khác biệt nhất so với các dòng két sắt khác trên thị trường hiện nay, đó là két sắt này được sử dụng khóa là vừa vân tay, tức là khi mà mở ra thì rất là tiện, chúng ta đặt một ngón tay vào thôi thì chỉ trong tích tắc là chúng ta đã có thể mở được cái két sắt này ra luôn rồi. Và vân tay của chiếc cassette này là thuộc dạng vân tay tĩnh mạch, nên khi mà chúng ta mở sẽ rất là nhạy và thuận tiện và chống được cái việc là dò vân tay, hoặc là khi mà cái vân tay của chúng ta bị ăn mòn đi thì đối với cassette mà sử dụng vân tay tĩnh mạch thì mạch thì là khi mà chúng ta đặt vân tay vào cái phần hiển thị mở thì sẽ được rất là nhanh và nhạy và không lo bị mở vân tay đi trong quá trình sử dụng, bởi vì chúng ta vẫn có thể mở được cái cassette này ra như bình thường. Và hơn hết là ngoài cái tính năng sử dụng vân tay ra thì chúng ta vẫn có thể mở được cái cassette này ra bằng cách là thao tác cái mã số điện tử, thì chúng ta chỉ việc chạm vào màn cảm ứng, sau đó chúng ta nhập cái bàn phím số vào. Màn hình hiển thị nút khóa mở, chúng ta xoay tay nắm sang phải, vậy là chúng ta đã mở được cái cassette này ra bằng cách là thao tác cái phần mã số điện tử này rồi.
Và hơn nữa là gì? Chiếc cassette này có một đặc điểm rất là lớn, đó là có kết cấu cực kỳ vững chãi do được sử dụng cái thép tấm có độ dày lên đến 8 ly, đúc liền nguyên khối vô cùng chắc chắn, chứ không như một số sản phẩm khác trên thị trường hiện nay, đó là ở cái phần cánh cửa như này hay là ở phần thân cassette là người ta được làm bằng kết cấu là thuộc dạng gọi là thép hộp. Tuy là nhìn ở bên ngoài có vẻ như cảm giác rất là dày dặn, nhưng thực tế ra là bằng thép hộp nên có độ dày khoảng từ 0,8 cho tới 1,2 ly thôi, sẽ mỏng hơn so với chiếc cassette này khoảng tầm 8 lần. Nên chiếc cassette này có kết cấu vững chãi như vậy, nên khi mà có trộm hay là kẻ gian sử dụng các cái vật nhọn như búa tạ, rìu hay là đục thì cũng khó lòng nào mà có thể cậy phá đi được chiếc cassette này. Và hơn nữa, cái cassette này thì có hệ thống chốt khóa là chốt khóa inox đúc đặc Phi 10. Đây là chốt khóa inox đúc đặc gồm có 6 chốt khóa, 3 chốt ở bên phía bên tay trái và 3 chốt ở bên phía bên tay phải, sẽ ăn sâu vào trong lòng của chiếc cassette này để chống được cái việc là cậy phá tốt hơn nữa. Và ở bên trong của cassette thì được rất là tối ưu không gian sử dụng ở bên trong, do ở phía trên là có một ngăn kéo nhỏ có khóa riêng biệt, và ở bên trong thì có một chiếc khay, và tất cả cái không gian ở bên trong như này thì giúp chúng ta vẫn để được vừa giấy A4 và cả túi hồ sơ. Và đặc biệt, và đã có một đặc điểm của mẫu sản phẩm này, đó là có khả năng chịu nhiệt rất là cao, lên đến 2000 độ C trong vòng 2 giờ, nên khi mà có hỏa hoạn xảy ra thì chúng ta vẫn hoàn toàn yên tâm được với tài sản của chúng ta. Và hiện tại dòng sản phẩm cao cấp này của công ty Việt Tiệp đang được khuyến mại còn 6.500.000 đồng thôi. Và sản phẩm này có mã sản phẩm là cassette siêu cường Việt Tiệp KVTSC50, vô cùng chắc chắn và đảm bảo các bạn ạ. Và kế tiếp đến, nếu như các bạn mà đã ưng cái mẫu sản phẩm này rồi thì chúng ta có thể là có thêm một sự lựa chọn tiếp theo, đó là đối với sản phẩm mẫu thứ tư, đó là cái chiếc cassette mà được sử dụng cúc vân tay điện tử này, nhưng thay vì kích thước như mẫu này chiều cao là 50cm, chiều ngang là 38, thì chiếc cassette này là có chiều cao được cái nhỏ gọn hơn và cái kích thước sẽ gọn hơn rất là nhiều. Ví dụ như chiếc cassette này thì có kích thước chiều cao từ chân lên đỉnh ở đây là 36cm, và chiều ngang của chiếc cassette thì là 42, và chiều sâu của chiếc cassette thì là 38cm, nên chúng ta có thể để vào trong bàn làm việc hoặc là để ở trong phòng ngủ rất là tiện lợi. Và cái két này nhỏ hơn này thì vẫn được sử dụng tính năng khóa y chang như vậy, nhưng mà nội thất ở bên trong thì được chia ra làm hai ngăn và vẫn giúp chúng ta để vừa được giấy tờ và túi hồ sơ thoải mái. Về kết cấu, về tính năng khóa vân tay và điện tử thì y chang như mẫu cassette siêu cường Việt Tiệp KVTSC50 như vừa rồi, nhưng do mẫu sản phẩm này có kích thước nhỏ gọn hơn nên giá thành sản phẩm này chỉ còn 4.250.000 đồng thôi. Và mẫu sản phẩm này của công ty Việt Tiệp có mã sản phẩm là KVTSC25. Để đặt hàng, chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website chính thức của công ty là kepvietiep.com.vn. Và kế tiếp đến ở đây, đó là một mẫu sản phẩm cũng vô cùng chắc chắn, nhưng mà mẫu sản phẩm này thì sẽ có giá thành tiết kiệm hơn mẫu KVTSC50, bởi vì mẫu này được sử dụng tính năng là khóa vân tay thôi. Nhưng mà mẫu này thì có một đặc điểm ở bên trong, đó là nội thất thì được bọc da vô cùng cao cấp, nên tạo được cái nét đẹp và sang trọng hơn cho chiếc cassette này rất là nhiều. Và hiện tại mẫu sản phẩm này có mã sản phẩm là KVTSC166 khóa vân tay, và giá đang được giảm còn 6 triệu đồng. Và đối với sản phẩm này thì sử dụng được cả hai tính năng khóa, đó là khóa vân tay và có thêm cả cái tính năng mở được cassette ra bằng cơ, bằng cách là không cần sử dụng đến vân tay. Khi mà cassette của chúng ta bị trục trặc, bị hết pin hay là vân tay không mở được ra thì chúng ta vẫn có thể mở được chiếc cassette này ra bằng vân tay, bằng cơ như bình thường. Và điều đó khiến cho chúng ta có thể hoàn toàn chủ động được trong quá trình sử dụng các bạn ạ. Và đây chính là cái phần vân tay của chiếc cassette này. Thì khi mà mở cái cassette này ra thì chúng ta chỉ việc là kéo cái phần vân tay này xuống, sau đó chúng ta đặt cái vân tay này vào thì màn hình hiển thị chữ OK, chúng ta xoay cái tay nắm này sang bên phải. Vậy là chúng ta đã có thể đóng hay là mở được cái cassette này ra luôn rồi. Và hơn hết, đối với chiếc cassette vân tay này thì khi sử dụng chúng ta có thể cài đặt được 100 vân tay khác nhau. Và sản phẩm này được công ty Việt Tiệp bảo hành cho chúng ta 2 năm tại nhà và vận chuyển miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Nếu như để đặt hàng và mua được các sản phẩm chính hãng của công ty Việt Tiệp thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website chính thức của công ty là kepvietiep.com.vn. Công ty sẽ tư vấn, giao hàng và vận chuyển miễn phí tận nơi cho chúng ta trên toàn quốc. Và nếu như các bạn có bất kể câu hỏi nào hay là nhu cầu sử dụng của chúng ta cần mua một chiếc cassette khóa cơ điện tử hay là vân tay, hoặc là
Kích thước chỗ để của chúng ta là cụ thể là bao nhiêu thì các bạn có thể comment ngay xuống câu hỏi ở bên dưới để công ty có thể giải đáp thắc mắc cũng như là tư vấn các sản phẩm phù hợp cho chúng ta. Nếu như các bạn thấy video của mình hay và có giá trị đến cho mọi người thì các bạn hãy cho mình xin một đăng ký kênh hoặc là một chia sẻ để cho những người mà người ta cần tìm hiểu mua một chiếc cassette thông minh, giúp chúng ta có thể lựa chọn được các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình và mua được các sản phẩm chính hãng của công ty các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.